Rồi, em Thiền Đỉnh xin kính chào quý bà con mình nha. Hiện giờ là 1 giờ khuya ngày 12 tháng 9 năm 2023. Sau khi mà giao hàng với hỗ trợ kỹ thuật vườn ở Thanh Bình về thì em cũng gán em ra thăm vườn bà con. Thì em sẽ ra theo dõi nó cái tình hình nó đậu tự nhiên như thế nào để em sẽ chia sẻ cho bà con mình khi nào thì cái bông nó đậu mà không cần thụ phấn. Đây bà con, em sẽ quay cái vườn của em cho bà con mình xem ha. Hiện giờ thì nãy giờ em theo dõi đó thì có một cái bông này nó nở nè bà con. Đây, nó xòe cánh nè bà con thấy không? Thì cái quy trình mà nó đậu tự nhiên thì nó sẽ tự nó giãn cánh ra. Em còn thấy không có tác động gì của cái việc thụ phấn hết nha. Đây. Nó sẽ tự nở cánh ra xong rồi nó buông phấn ra. Nó tự ấp vào nõn con thấy à, con nhìn kỹ giùm em nha, đó tự ấp vào nõn không, thì những cái bông như thế này thì nó sẽ đậu tự nhiên thôi. Mình quay cho con mình xem à, để mình theo dõi cái bông nó tầm khoảng vài ngày nữa là mình biết nó đậu như thế nào bà con. Đây là có một cái bông này, bông này thì nó mới rụng, hiện tượng nó đậu rồi nè bà con, cuốn rất là dài nha, dai tượng xanh, thì như vậy là khả năng nó có khả năng đậu ở đó bà con. Đó, để em quay cho con mình xem cái hiện trạng cái việc mà nó tự bung phấn như thế nào khi mà không cần phải tác động vào, với lại em cũng theo dõi cái tình hình là cái bông phấn nó sẽ nở vào cái thời điểm nào thẳng nhất. Thì trong cái thời tiết hiện giờ thì em theo dõi nó càng về phía thì cái bông nó càng nở, chứ nó không như những năm trước nó nở vào lúc chiều mát, nhưng mà nó nở vào khuya bà con. Đây bông, bữa nay bông nó gộ vài bữa nữa thôi là bông em nó gộ đó bà con thấy nha. Quay lại cái bông nó tự đậu bà con nhìn nha, khi nào mà nó cánh nó nở cái như vậy đó, phấn nó tự bung nó ấp cho nó thì nó mới khả năng đậu tự nhiên mà con. Đó, quay vào con xem nha. Đây, em quay một số cái bông, một cái bông hổng dài nó nở rồi mà con. Này, nó vẫn không thay đổi, tầm 3-4 ngày mà nó không rụng là khả năng đậu rất là cao, tại vì cái cây của em thì nó không thiếu dinh dưỡng đâu bà con, nên là cái tình trạng rụng nó sẽ hạn chế. Nhưng mà đây là cũng kết quả của cái việc mà em sử dụng đầy đủ dinh dưỡng, coi như là mới phun cái thằng canxi magie, cái thằng loại đó em thấy hay đâu con nha. Em cũng đang cho nhiều khách của em đang xài cái loại đó, tại vì em thấy là trời mưa nó cũng khó rụng, nó không rụng. Thấy hay quá cũng chia sẻ cho bà con mình xài. Thì vườn em xài gì là em chia sẻ bà con mình chân à. Bữa nay lá nè, lá xum xê luôn, lá xum xê luôn đó con. Đó là lá lấy bản luôn á, lá nó bản vậy nè, nhưng mà nó rất là dày bà con. Cái đọt nó không có đi đọt ha, nó ra bông thêm rồi. Trên đây còn có bông nè, 2-3 bông nè. Giờ này khuya nữa, em về mà chưa ngủ nữa, em phải ra coi vườn. Mở cây nào mà ai ngày không có dễ đâu bà con, phải ăn nằm ngủ với nó thì nó mới có kết quả nha bà con. Bông phải đâu bà ta, bông này càng ngày con thấy nó càng gỗ bông này nha, rất là gỗ bông. Cái chùm này thôi là mấy chục bông chuẩn bị gỗ quá bà con. Rồi em kiếm cái bông mà hôm trước nó nở mấy ngày nay để kiếm lại bà con mình xem nha. Bông mà trắng cây chân trắng cây hết,
kiếm coi có cái những bông này nó đậu nữa chưa. Đâu thấy đâu đây cái bông này. Cái này là thẳng cánh nào cả. Đây cái bông này đây. Bông này nó rụng không về. Vì là khả năng nó đậu nè bà con. Cái này bông này nở hổm dài nè. Dữ lắm dai, nó xanh lên rồi nè. Rồi đậu tự nhiên nha bà con. Hy vọng là cái vườn em sẽ khỏi khó thủ để áp dụng những cái giải pháp này vào cho bà con mình nhẹ ra cái vấn đề thủ mà con. Thì kết quả nó đang cũng khả quan, đang khả quan. Bông à, sắp nở rồi. Giờ này thẳng cánh nè. Thẳng cánh mà. Trên đây là cái đọt mà nó bông ra nè. Dữ lắm bông. Một cái nhánh này thôi là bông. Quay lại cái trái không dài nè bà con. Đậu xanh bự lên luôn nè. Cuốn nó dài nhất nè. Kiếm coi có cái bông nào tự động không nữa không? Nãy tính lấy cái cây ra thụ thử con bông hay bông mà thấy mình thử coi cái xác sức nó như thế nào, không không thụ luôn. Thấy nó tự buông phấn, nó ấp vô nõn thì mình không cần thụ mà con. Hết thùng bông à. Lá nào nó lấy bằng tay này, bằng mặt em nhé. Nó dày lắm. Giờ này 1-2 giờ khuya em đi về là ra giường luôn. Rồi con coi nè, hôm nay em nghĩ nó đậu. Nếu đậu là nó sẽ tự khô cái bơi bà con. Tự khô cái bơi. Gỡ tiếp nó ra gì ra. Xanh lên nè. Con này thẳng cánh nè. Bông, quá trời bông. Dài luôn. Lá bự lắm. Lá bằng cái mặt em đi. Này cái lá bự nè. Rồi, kết thúc video nha bà con. Bông thẳng cánh nè, phấn nó tự ấp vô nổ. Ờ rụng trái cái bên này đậu nè. Vườn em cắt cành bữa mùng 1 tháng 7, cắt tới mùng 2 mùng 3 nó mới xong. Bữa nay 27 nè, tháng 7 âm lịch mình. Một số bông nó có hiện tượng tự đậu mà con. Thì khi nào nó đậu thì cái cánh nó thẳng ra giống nãy em quay, nó tự nó ấp phấn vô.
tự nó ấp phấn vô cái nõn nè, khó ăn thụ. Hy vọng là cái vườn mình sẽ khâm thụ để mình hỗ trợ cái vườn Gia Lai nó tự đậu, mà cái vườn mình thì không tự đậu được thì cũng buồn, nên đang cố gắng. Giờ này là 1 giờ khuya bà con, ngày 12 tháng 9 2023, bông ra nhiều lắm, rất là nhiều bông, dời luôn. Cái gốc lá nào nó mấy bằng tay mà nó về bịch cui nè. Không nhiều lắm, không nhìn hết hồn nữa. Thì quay cái bông này nè, nó tự thẳng cánh nè, lúc 1 giờ khuya nó thẳng cánh nè. Đi rồi, mới gặp anh em à. Rồi thẳng cánh nó tự ấp phấn vô nó. Sao nè, ôi đậu rồi, cuốn nó dài nhất. Những cái bông đậu nó tự khô cái bơi này mà không, bông đậu nó tự khô bơi. Các cành tầm 26 ngày. Đây các bông 1. Bông trắng cây hết. Là từ đâu nè. Những cái bông đầu mà nó có biểu hiện đậu thì nó là dấu hiệu khả quan mà con, nhưng bông sau nó có khả năng tự đậu. Đọt rồi ra bông rồi.